Họ là những nhà báo công dân phải đối mặt với những bất lợi không tưởng trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là ISIS. Chúng tôi phải khiến mọi người chú ý đến thành phố của chúng tôi, nơi xảy ra cuộc chiến thực sự giữa ISIS và chúng tôi. Có mai gửi từ Raqqa. Đang đi. Bộ phim City of Ghosts, thành phố ma, ghi lại công việc của nhóm Raqqa đang âm thầm bị tàn sát. Nhóm này công bố thông tin trực tuyến về những tội ác của ISIS trong thủ phủ tự xưng của ISIS, Raqqa, Syria. Men and women of Raqqa being slaughtered silently are real journalistic heroes. Được Ủy ban Bảo vệ Ký giả tôn vinh, Raqqa đang âm thầm bị tàn sát, vén lên bức màn cô lập của các thường dân bị bao vây ở Raqqa. Điều này khiến ISIS thịnh nộ. Tôi là cha của Hamoud al-Musa, con tôi đang chạy trốn. Họ đã hành hình cha và anh của chúng tôi, buộc chúng tôi phải dừng lại, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Anh Abdul Aziz al-Hamza là đồng sáng lập nhóm Raqqa đang âm thầm bị tàn sát. Sinh ra ở Raqqa, al-Hamza giải thích nguyên do khiến anh và những người khác mạo hiểm tính mạng của mình. Đánh bại nhóm ISIS không thôi sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi đang chiến đấu chống lại ý thức hệ của ISIS bởi vì chúng tôi thấy ISIS ở khắp mọi nơi. Nơi không chỉ ở Raqqa, Syria và Iraq, ISIS có cả ở châu Âu, Mỹ, châu Á, cho nên điều quan trọng là chống lại hệ tư tưởng này. Matthew Hyman là đạo diễn phim City of Ghosts, thành phố ma, quay cảnh các thành viên thuộc nhóm Raqqa đang âm thầm bị tàn sát, hoạt động bí mật tại căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Đức. Họ là bộ mặt của phong trào này, họ là những người đang bị đe dọa, các đồng nghiệp của họ vẫn còn ở Raqqa khi chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này. Ngay lúc này đây tường thuật về những hành vi tàn ác của ISIS. Al-Hamza nói anh không biết vận mệnh mình sẽ ra sao. Nhưng trong cuộc chiến chống lại những tuyên truyền của ISIS, anh sẽ không che giấu danh tính của mình. Điều quan trọng là xuất đầu lộ diện. Đặc biệt khi chúng tôi mới bắt đầu, nhiều người nói chúng tôi là một nhóm hoặc một tổ chức của chính phủ. Chúng tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi là cư dân địa phương. Chúng tôi sống trong thành phố. Có lời hăm dọa tôi trên một kênh truyền thông xã hội của ISIS. Nhưng như chúng tôi vẫn thường nói ở Raqqa rằng, chết thì chết.